nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Người được ơn khỏi tai nạn đuôi mù. Vào một buổi sáng kia, tôi thấy một người đàn ông chạy xe Honda từ phía bờ sông vô. Ông dừng xe đằng trước nhà xứ, sau đó ông đi tới đài Đức Mẹ, ngắm ngắm, nhìn nhìn. Rồi ông rút nhang đốt lên, xá xá lạy lạy rất thành tâm. Sau đó ông tới trước cửa nhà xứ kêu: "Cha ơi, cha đâu rồi? Đức bà còn trên quá linh, hết sức linh thiêng rồi cha ơi." Tôi ở trong nhà đi ra thì thấy không ai xa lạ, mà là ông Chính Tô, đạo Phật, chủ trại mộc ở ấp Tân Hòa này. Tôi lên tiếng hỏi, đang khi ông vẫn còn khẳng định: "Đức bà còn trên quá linh cha ơi, đức bà còn trên hết sức linh thiêng rồi." "Sao, có gì đó ông Chính Tô? Đức bà còn trên làm sao? Cho tôi biết là ông được ơn gì nên mới la lên như vậy." Ông nói hơi thiếu bình tĩnh: "Cha ơi, đức bà còn trên cứu con, chứ không thì mắt con nay đã mù, đã bị mút rồi cha ơi." Tôi ngạc nhiên: "Mắt ông thế kia mà mù với mút gì?" Khi đã mời ngồi tại phòng khách, ông mới kể: "Cha ơi, con bị tai nạn nghề nghiệp. Cha biết không, con dẫn đệ tử đi làm mộc ở dòng riền. Con chỉ cho nó đóng cây đinh chỉ 4 phân vào đố cửa. Nào ngờ cây đinh quẹo ra, bật trúng mắt con, chảy máu mắt sưng nhất. Người ta chở con vô bệnh viện Rạch Giá cấp cứu và điều trị khoảng 2 tuần. Tuy có phần bớt, nhưng mắt con đỏ lồm, không thấy đường. Có điều là ngay khi bị tai nạn là con hướng về cồn trên, cầu cứu đức bà xin đức bà thương. Nếu con có mệnh hệ gì thì khổ cho bản thân và liên lụy đến gia đình." Tôi thấy cần nói thêm ở đây điều lạ này. Đại lễ mùng 10 tháng 10 âm lịch năm 2000, ông Chính Tô đã đến xin tôi cho sơn mới tượng đức bà. Vì biết ông chỉ có nghề sơn tủ, sơn cây, còn sơn tượng thì không biết làm sao đây, nên tôi không cho. Ông năn nỉ ngày này qua ngày khác, cả tuần lễ. Thấy ông thành tâm và đầy thiện chí, tôi mới nói: "Được, tôi cho ông sơn với một điều kiện." "Cha ra điều kiện gì con cũng chịu, ông bảo vậy." Tôi nói: "Tôi đồng ý cho ông sơn, nhưng với điều kiện là nếu sơn xong mà bà con lắc đầu chê bai, có nghĩa là xấu, được dưới điểm trung bình, thì nội trong ngày tôi sẽ cho cạo ra và lau sạch, rồi kêu thợ sơn lại, lúc đó ông đừng buồn." Ông quả quyết: "Con sơn được mà cha." Thế là 3-4 ngày liền, ông cạo cạo, lau lau và sơn. Ông ăn cơm nhà, mang sơn và dụng cụ, rồi bơi xuồng ngăn tắc cánh đồng đến để sơn, vì đường lộ năm đó ngập nước và sình lầy. Khi đã sơn xong, bà con đánh giá cũng tạm được. Tôi nói với ông, nếu chấm điểm thì tôi cho 6/10. Ở đây tôi phải nhận thực rằng ông rất có lòng với mẹ Maria, tước hiệu mẹ nhân loại, biệt danh đức bà cồng trên. Vì thế khi ông gặp nạn, đức bà không cứu ông sao? Đức bà mau quen ơn vậy. Không đâu, tôi quả quyết là không đâu. Dĩ nhiên đức bà có nhiều cách cứu giúp. Chẳng hạn, đức bà làm phép màu thì cái đinh sẽ xẹt ngang và không văng vô mắt. Nhưng như thế thì làm sao kết luận là đức bà còn trên cứu? Chắc chắn trong đời sống, xét về phương diện tâm linh, ta đã nhiều lần được cứu mà chỉ vội vàng đưa ra lời bàn: "May quá, tí nữa thì đụng xe, suýt nữa thì tai nạn chết người." Chứ đâu biết rằng nhờ Chúa thương che chở, nhờ mẹ cứu giúp. Nhưng cách thức mà ông Chính Tô đã được đức bà cứu thì chắc chắn không chối cãi được. Chẳng là thế này, ông đang nằm ở bệnh viện Rạch Giá thì bỗng nhiên nghe trong lòng có tiếng bảo: "Về nhà đi chữa tư." Ông cho là linh tính, vậy là ông bỏ nhà thương về tới nhà lúc 4 giờ chiều, mắt đỏ lồm, không thấy đường. Đây là con mắt bị nạn. Đêm nằm ngủ, ông chiêm bao thấy hình tượng đức bà cồng trên. Đức bà giơ tay chỉ vào chéo áo màu xanh đột chuối non, nói với ông 3 điều. 1. Con sơn màu này cho mẹ không đúng, con phải sơn màu xanh da trời. 2. Con phải đóng cho cha cái ghế ở tòa giải tội. 3. Con mắt của con không phải đi đâu chữa cả, mua thuốc nhỏ mắt mà nhỏ. Ông đang định hỏi đức bà mua thuốc hiệu gì, nhưng nghe tiếng chó sủa, ông tức giấc, kết thúc chiêm bao.
Sáng ông bảo con gái vô tiệm tạp hóa ở cổng chùa mua cho ông một chai thuốc nhỏ mắt. Thứ nào mắc nhất thì mua. Ở đây dân nghèo chỉ dùng loại thuốc bình dân, đồng hạng giá 2.000 đồng. Con ông mua về, ông vừa cầm chai thuốc vừa lẩm bẩm. Đức bà còn trên đã có ý cứu, thì nước lã nhỏ cũng hết. Vậy là ông nhỏ, cũng lạ, nhỏ vô mắt thấy mát dịu, nhỏ ít lần là thấy đường. Ông để cách ra một ngày, rồi nhỏ thuốc thêm. Ngày thứ ba, ông chạy xe Honda ra lối bờ sông. Để xe trước cửa nhà xứ, ông đến ngắm ngắm, nhìn nhìn. Ông nhận ra chéo áo Đức bà, đúng là có màu xanh đột chuối, và ông rất kinh ngạc. Ông ngỏ ý với tôi, thưa cha, con xin cha cho phép sơn lại màu xanh da trời, hay là cho con sơn lại cả bức tượng luôn? Tôi trả lời ông, không cần, nguyên chéo áo cũng không, mà cả tượng cũng không cần thiết. Ông ngạc nhiên, sao vậy cha? Đức bà biểu con rõ ràng. Đức bà biểu ông, nhưng tôi quả quyết với ông là không cần thiết. Tôi bảo, ông năn nỉ xin tôi giải thích. Tôi nói, ông nghĩ là Đức bà cũng như mấy bà, mấy cô gái thời đại, nay xanh, mai đỏ, màu sắc lòe loẹt phải không? Không, con đâu dám nghĩ thế. Nhưng sao Đức bà lại biểu con như vậy? Này nhé, Đức bà cho ông dấu chỉ đấy. Chứ không ông lại nói là Phật bà Quan Âm hay một cô hồn nào đó. Ông gật đầu nhận ra và nói, điều thứ hai Đức bà biểu con phải đóng cho cha một cái ghế ở tòa giải tội. Cha ơi, tòa giải tội nó làm sao? Cha để ở đâu? To nhỏ thế nào? Tôi dẫn ông vào nhà thờ và chỉ cho ông tòa giải tội mà tôi đã cho đóng kịp đại lễ viếng Đức bà năm 1996. Tòa giải tội mang biểu tượng sám hối canh tân nhờ mẹ. Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con sám hối, canh tân và thực thi bác ái. Để khai trương tòa giải tội này, chính tôi đã quỳ xưng tội đầu tiên, và cha bề trên Francisco Xavier Nguyễn Văn Dương đã ngồi tòa vào sáng mùng 10 tháng 10 năm Bính Tý năm 1996. Ông chính tô đi xung quanh, ngắm nghía chỉ trỏ, suy nghĩ một hồi rồi ông nói với tôi, con sẽ đóng một cái ghế uy nghi, bề thế. Tôi lắc đầu, không cần. Ông ngạc nhiên, sao vậy cha? Tôi giải thích, nhà thờ nào cũng có tòa giải tội, các cha ngồi trên ghế đôn hoặc ghế đai bằng cây hay bằng nhựa đơn sơ. Nếu cha sử cùng trên ngồi cái ghế khác thường thì e rằng kính chẳng bỏ phiền. Thiên hạ sẽ đàm tiếu bảo rằng ông cha này cao ngạo, ra vẻ ta đây như ông vua cỏ là võ vua, ông chính ơi. Ông chính tô nghiêm chỉnh, không đâu cha ạ, Đức bà biểu con mà. Xin cha cho phép con và gia đình được thực hiện để tạ lễ Đức bà cùng trên đã cứu con khỏi đuôi mù. Ông bỗng bật khóc. Thấy ông khóc tôi cũng không cầm lòng được. Tôi vừa lau nước mắt vừa nói, thôi được, tôi cho phép, nhưng thay vì đóng 10 thì đóng 5 thôi nhé. Vậy là sau thời gian thực hiện, ông chính tô cùng vài người khác đã chở ghế ra và đặt vào tòa giải tội. Lúc đó là chiều ngày 24 tháng 12 năm 2000. 8 năm sau, ông đã để lại vài hàng lưu niệm như sau. Được Đức bà quần trên cứu khỏi tai nạn đuôi mù, tôi đã đóng cái ghế theo lệnh của Đức bà, mà qua chim bao mộng báo cho tôi vào đêm 20 tháng 11 năm 2000. Con phải đóng cho cha cái ghế ở tòa giải tội. Hiện ghế này đang để ở tòa giải tội chính của nhà thờ kính Đức bà, mẹ chung của nhân loại. Còn trên, ngày tôi chính thức xin rửa tội, ngày 16 tháng 11 năm 2008, ký tên Lương Văn Tô. Đệ tử đã gây ra tai nạn cho thầy mình là anh Nguyễn Văn Hiếu, nhà ở ấp Tân Lợi, khu dân cư. Ông chính tô đang trong những ngày học giáo lý dự tòng thì mãn phần vì ông bị chứng bệnh mà cách đây 2 năm tôi đã bị. Có điều tôi kịp thời phát hiện, khám và chữa trị năm 2007. Ông cũng đã xin rửa tội cho đứa cháu ngoại của ông là bé Xuyên đang học lớp 3. Khi ông chính tô qua đời và được an táng xong, bé Xuyên đến giữa lớp giáo lý, tỏ ý muốn được rửa tội, nhưng tôi thấy chưa nên. Tuy ông chính tô được rửa tội bằng nước, nhưng đã bằng lòng mến, ông ao ước nhận thánh bổn mạng là Phao-lô. Thế nên tôi và giáo dân cùng trên với tinh thần bác ái, yêu thương và hiệp nhất đã dâng lễ cầu hồn với ý nài van Chúa.
xin cho linh hồn ông Phaolô Lương Văn Tô được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Phaolô. Kính thưa cộng đoàn, nếu cộng đoàn muốn chia sẻ những cảm nghiệm, tâm tình và hồng ân Chúa đặc biệt trong đời sống, thì có thể gửi bài viết về địa chỉ email dinhthaptu@gmail.com. Chúng con sẽ dựng video phục vụ cộng đoàn hoàn toàn miễn phí. Mến chúc quý cộng đoàn luôn bình an trong tình yêu Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.